Khi vào một công trình ấy, chúng ta có một công trình như này, mình sẽ xoay một cái hướng, mình định đặt camera. Sau đó chúng ta sẽ zoom gần nó đến cũng được. Mình tìm được một góc tương đối này, sau đó chúng ta bấm biểu tượng camera để chúng ta đặt camera. Nếu mà bạn làm như thế này là bạn đang bị sai đấy. Tại vì cái đặt camera vừa nãy là cái camera mình để nó đang nằm ở chế độ vô cùng này. Dẫn đến là cái camera chúng ta sẽ nằm ở cái gốc tọa độ. Sau đó chúng ta không đúng đâu. À, khi chúng ta mà giữ đang ở phím top này, phím L này, left này, F này, mà chúng ta mà xoay giữ đi phím on mà chúng đặt camera luôn lập tức ở đây ấy, thì chúng ta sẽ sinh ra cái lỗi. Và các bạn rất là nhiều người bị cái lỗi như thế. Trước khi đặt camera ấy, thì đây nó đang là hình chiếu dục đo. Mình đặt camera thì cái không gian chúng ta sẽ là hình chiếu dục đo, do đó chúng ta phải bấm phím P hoặc là sổ chuột vào đây, chọn perspective cho mình thì chúng ta mới được đặt camera nhá. Còn bạn mà đặt camera luôn ấy, thì nó sẽ ra cái hình như này, áo thỏ đây này. Nếu mà đặt camera thì nó bị như vừa nãy cái này, nó cứ dài ngoằng này. Đó, thì đây là nguyên nhân các bạn đang bị sai nhá. Camera nó không đúng đâu, mà chúng ta phải nhớ phải bấm phím P cho mình hoặc là chọn perspective, nó là hình chiếu điểm hai điểm tụ. Sau đó chúng ta mới xoay đến cái vị trí mà chúng ta cần đặt. Đó. Ở đây ví dụ mình muốn đặt cái này, kích vào đây. Vậy là mình đã có một cái góc nhìn dựa theo cái hướng mình vừa đặt đây rồi. Đó. T, Z này. Đó. Thì mình có thể cái chỉnh cái dài ngắn của cái camera này không quan trọng. Nha. Dài ngắn không quan trọng nhưng cái hướng này thì quan trọng này. Hướng nó quay đi đâu này. Đấy, và khoảng cách của camera như thế nào thì làm sao cho nó phù hợp. Thì khi mình đặt định xong, đặt cái mặc định xong ấy thì cái thông số của camera như sau. Cái kích thước field of view này này nó là 45. Họ đang mô phỏng giống với cái mắt nhìn của con người bình thường ấy. Thì khẩu độ khoảng tầm 45 thì nó giống với mắt con người. Đó. Còn phim gate này chính là kích thước của cái phim. Phim mà bạn nhớ cái bức máy chụp cổ điển ngày xưa ấy, chụp ra nó ra có một cái cuộn phim ấy, là có các cái ô ấy. Thì mỗi một bức ảnh nó sẽ có khổ 46 này. Thì phần phim này chúng ta không nên chỉnh nhá. Còn cái phần 45 này ấy, thì tùy theo không gian. Để mà không gian mà các bạn để một góc đẹp ấy thì nó nằm khoảng dao động từ 30 đến 45 thì nó là góc đẹp nhá. Còn chúng ta dài hơn, không gian nhỏ hơn chúng ta chỉnh xuống khoảng tầm 20-25. Còn không gian cực nhỏ như nhà vệ sinh thì nhiều khi khoảng tầm 15. À, 15 chính là cái len, bạn nghe cái định nghĩa cái len ấy. Thì bạn nào nhiều tiền mà mới mua được cái len 15. 15 là cái len rất đắt tiền. Còn cái len bình thường chúng ta là cái len ở các máy chụp khoảng tầm 45, 30. Được chưa? Đấy thì tùy. Nếu chúng ta bấm phím C để về góc camera ấy, chúng ta đang nhìn ở phía ngoài công trình như này này. Đó. Giờ làm sao chúng ta đứng ở bên ngoài nhưng vẫn nhìn được vào được bên trong, thì trong camera này nó có một chức năng, đó là chúng ta sẽ cắt để nó nhìn xuyên qua cái đường này. Chúng ta chọn vào biểu tượng camera. Ở trong phần camera tuyệt đối các bạn không được lăn chuột vào cái phần thông số ở đây. Nếu lăn chuột thì nó sẽ nhảy loạn xạ và các bạn sẽ không biết được cái vị trí nào là thông số nào đâu. Mình phải cầm chức năng ở đây mình kéo này. Còn bạn lăn chuột ở đây là nó chạy thông số. Mà nó nhảy đi rồi thì các bạn không biết là thông số nào đúng, thông số xa, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ cầm biểu tượng và chúng ta kéo xuống bên dưới. Ở đây nó rất nhiều cái bảng, các bạn sẽ không biết cái bảng nào đâu. Chúng ta bấm chuột phải, bấm chức năng Close tất cả. Đó. Thì chúng ta sẽ vào phần Clipping Environment, là cắt Clipping nhá. Mặc định thì nó tắt, chúng ta sẽ Enable nó lên, là kích nó lên. Kích vào đây. Thì nó sẽ xuất hiện là thông số Near Clipping Plane và Far Clipping Plane. Near là gần, cái mặt cắt gần. Đó. Thì chúng ta sẽ chỉnh cái thông số mặt cắt xa này. Với cái nhà này thì khoảng nhìn chúng ta cứ để khoảng tầm 20m, khoảng thêm 20. Điểm xa nhất nó sẽ là 20m. Cái điểm đỏ đỏ đây này. Có nghĩa là chúng ta giới hạn cái điểm nhìn cho nó chỉ nhìn được trong khoảng từ, hiện tại bây giờ nó nhìn từ 0 đến 3m. 3m rưỡi, 3m1 là nó không nhìn thấy, được chưa? Giờ mình sẽ giới hạn cái điểm gần này. Cái điểm gần này nó phải đi qua công trình và đi vào trong công trình. Mình ví dụ mình nhập tạm với 1.000 trước. Đây, cái 1.000 ở đây này. Đó. 1.000 được từ đây đến đây nhá. Do đó chúng ta phải đặt cái thông số vào bên trong này nó phải dài hơn nữa. Bao giờ nó vào bên trong thì thôi. Thường kinh nghiệm của mình nó phải dưới 2m thôi. Còn trên 2m thì nó sẽ cắt xa lắm. Bạn nhớ nhá, chúng ta đang nhìn giới hạn điểm gần điểm C này này. Đó, chúng ta bấm phím C.
bạn bấm F3 này, chúng ta đã nhìn được vào trong nhà rồi nhưng mà cái tầm mắt của chúng ta không không chuẩn. Thì như sau, thường ấy, cái người trưởng thành của chúng ta ấy, thì là chiều cao tầm mắt của người trưởng thành dao động từ 1m3 cho đến 1m6 đến 1m8, được chưa? Thì tùy, nếu trong cái trường hợp camera ấy thì các bạn có thể là đứng chụp, ngồi chụp, nằm chụp, trèo lên một cái gì đó chụp, nên là cái vị trí camera thì không quan trọng là ở vị trí cao bao nhiêu. Và khi mình đặt vào công trình mình thấy nó phù hợp, nó đẹp thì mình dừng lại, chứ không quan trọng thông số. Ở đây mình đang lấy ví dụ là một người đang đứng chụp ảnh thì mình sẽ chuột phải vào đây, mình lấy cái chiều cao của camera là 1400 enter. Sau đó chúng ta chuột phải chọn cái target là cái điểm cuối của camera, chúng ta để cũng là 1400 enter. Bên đây là một người đứng mà nhìn thẳng về phía trước nha, bấm C này để biết được bức ảnh render cuối cùng nó như thế nào ấy, thì tôi bấm phím Shift F và mình vẽ mấy cái khối cơ sở vào đây, sphere này, teapot này, map này, cao lên một chút. Mình sẽ đặt cái đèn về mặt trời kéo từ đây vào đây. Nó nổi lên một cái bảng hỏi có sử dụng cái Vertisky làm ánh sáng môi trường hay không. Mình ví dụ trong trường mình sẽ chọn không. Để tí nữa mình đặt hậu cảnh sau. Nó luôn về phần hậu cảnh luôn. Sau đó mình kéo cái bảng này lên. Mình có đèn, có camera, có vật liệu rồi. Chúng ta bấm phím C để mình đặt nha. Mình thử ren thử để xem cái bài này như thế nào. Để mình trước khi ren đây mình sẽ chọn một cái setting. Grid Geometry sổ bảng lên, dấu cộng, extend script, mở cái này lên, chọn chức năng nhanh này và chất lượng thấp thôi, còn render đây chúng ta sẽ được cái bài như thế này. Stop lại nha, với cái bảng này không quan trọng nữa, mình tắt đi cũng được, tại vì mình để setting thấp luôn. Trần này mình sẽ chỉnh một chút xíu, chỉnh cái là trần này đang bị hở. Đó. Rồi bạn cứ bấm nút render này nha. Sau đó bạn chọn vào cái thông số đây mình chỉnh cho mặt trời. Bảng của Lightning này, này. Nó đang bằng 1, nó tối đúng không? Mình tăng cường độ sáng lên. Cho khoảng bằng 5 đi. 5 thì sáng quá. Bằng 3 thôi. Vậy là cảnh sáng rồi nhưng mà bầu trời vẫn tối đúng không? Để cho nó màu sắc nó chính xác hơn thì mình sẽ đổ vật liệu cho cái tường với cái sàn này. Stop lại này. Mình sẽ đổ vật liệu cho nó, chúng ta sẽ bấm phím M lên. Chúng ta sẽ sử dụng chức năng, bạn bấm vào chức năng Mode này và chuyển chức năng từ Compact Material Editor sang Select Material Editor. Chúng ta sẽ làm việc theo cái giao diện này. Của các bạn sẽ như thế này. Chỉ là cái view 1 thôi. Mà không có cái gì cả ở đây. Chúng ta sẽ lăn chuột để phóng to thu nhỏ cái vùng nhìn này. Đó. Chúng ta sẽ chọn vào bảng Material. Chúng ta sổ mũi tên vào đây nhé, bạn sổ xuống Material này, kích vào chức năng Vray, bạn tìm cho mình cục vật liệu có tên là Vray MTL, bạn kéo ra đây này. Ở đây chúng ta sẽ có bằng này đồ nội thất đúng không, mình ví dụ là tường trần sàn mình cho là một cục vật liệu, còn ba cái cục này thêm ba cục nữa. Bây giờ mình sẽ giữ Shift Copy ra này. Rồi mình lấy đôi cục đầu tiên này, mình kích chuột vào nó có đường chấm đây này. Mình sẽ chọn lấy cái toàn bộ các đối tượng liên quan đến tường, trần sàn này. Đó.
mình áp vào cho nó. Sau đó bên này mình sẽ đổi thành màu trắng đi, nó đang là màu ghi, mình đổi thành màu trắng cho nó dễ kích vào nó, là đổi thành màu trắng. Đấy, đối tượng tường này chưa chọn này, áp cho nó luôn. Tiếp theo cái cục vào này này, mình kích đúp vào, nó sẽ nổi lên cái bảng này. Mình muốn một cái màu nó thêm về tông tím tím này đi. Sau đó mình cầm, mình kéo nó ra ngoài cũng được, cầm cái nút này này, kéo nó vào đây, bỏ F4 đi. Tiếp theo mình đổi cái cục này, kích đúp vào, đổi cho màu nó hơi xanh xanh. Bạn cầm cái nút này, bạn kéo vào cái ấm trà. Tiếp theo mình kích đúp vào đây, mình đổi cái màu nó vàng vàng, mình chọn vào cái hộp, mình kích vào đây cũng được. Nó có từ asset material to select đúng không, hoặc là chuột phải vào đây nó có từ đấy, thì hai cái này nó là một. Sau đó chúng ta bấm render lại lần nữa. À, bấm render này có vẻ bài hơi sáng rồi, được chưa? Stop lại, chỉnh cái đèn mặt trời nhà tối đi. 5/3 thì sáng quá, chắc phải để khoảng độ 1.8 thôi. Ok, 1.8 được rồi đấy. Bây giờ mình sẽ làm cái hậu cảnh này bằng cách chúng ta sẽ vẽ một cái plane. Bây giờ chúng ta mới chúng ta vẽ một plane, còn để cái bài này đẹp chúng ta phải vẽ một cái arc, sau này chúng ta scale lên cơ, cái chút scale lên làm dày lên. Nhưng bây giờ chúng ta làm vẽ một cái plane thôi, cho mặt LZ này, FZ này, vậy là L đúng rồi. Chúng ta hãy vẽ một cái plane nằm cạnh cái cửa sổ này, nhớ là nó to hơn cửa sổ nhá, cố gắng cho nó to ra lên chút. Đây này, nó nằm trên cơ sở đây này. Thì để cái plane này chắc ăn ấy thì nó sẽ có mặt trái và mặt phải, nên bạn không biết được mặt trái mặt phải đâu thì chúng ta áp dụng lên một cái lệnh cell đi cho nó dày lên một tí, để nó không còn mặt trái mặt phải nữa, mà lúc nào cũng là mặt phải quay ra ngoài. Không kiểu sau này chúng ta sẽ áp vào và tại sao nó lại bị đen rồi không nhìn lên ấy, thì chúng ta sẽ không còn tình trạng nữa xảy ra nữa, được chưa? Bấm C này, chúng ta lại bấm render. Đây là bài chúng ta, nó bây giờ nó đang là màu tím đúng không, nó chưa có cái gì cả, nó che cả mặt trời luôn. Nếu bạn muốn ánh sáng nó hắt vào ấy, chúng ta làm như sau. Có thể là chúng ta sẽ kéo cái plane này ra xa hay là gần gì đó, nhưng mà đây chúng ta sẽ dùng chức năng exclude, là chức năng loại trừ, có nghĩa là chúng ta sẽ loại trừ cái ánh sáng, nó sẽ không đi qua cái tấm plane này nữa. Plane này có tên là plane 1 nha, 001. Mình chọn vào cái đèn mặt trời này này, sau đó kéo xuống bên dưới, nó có bảng exclude ngoại trừ. Mình chọn cái block có tên là, khối block có tên là 001 đấy, đây này, plane 001 đây này, mình đẩy nó sang, bấm OK. Vậy là giờ cái đèn mặt trời này này, nó coi như không có cái hậu cảnh này nữa, và nó sẽ xuyên qua, bấm C. Được chưa? Nó coi như không có cái hậu cảnh này là nó sẽ xuyên qua. Bây giờ mình sẽ áp cho nó một cái map để cho nó làm cái hậu cảnh. Thì mình tìm đến một cái, rồi chúng ta sẽ bấm cục vật liệu M lên. Ở đây chúng ta đang thiếu một cục vật liệu, chúng ta kéo vật liệu tiếp theo, đó là vật liệu có tên là Vray Line MTL nhé. Không, tạm thời bạn cứ kéo một cục vật liệu này xuống cũng được, cứ ship kéo xuống, sau này mình thay sau. Cái vật liệu này bình thường này, mình kích đúp vào đây. Bình thường chúng ta sử dụng đi diffuse là màu đúng không? Bây giờ mình không muốn màu nữa mà mình muốn phủ trên cái đối tượng bằng một tấm ảnh. Thì mình dùng kích vào đây này. Sẽ nổi lên một cái đường dẫn, mình chọn vào mục map nhé. Chọn bitmap. Ok. Mình sẽ tìm cái nơi mà mình chứa cái file đó.
open nó lên. Sau đó mình kích chọn vào cái tấm plan đó, đây plan đây này, add này, F3 này. Hiện tại mình add rồi nhưng mà vẫn không thấy cái map đâu cả, vì mình chưa sâu nó lên. Mình kích đúp vào đây này, mình kích vào chức năng sâu. Hiện tại cái bức hình là được sâu vào rồi đó, được chưa? Những cái bức hình này nó không mong muốn, mình muốn cái này nó to hơn tí nữa. Có thể chúng ta chỉnh cái thông số tooling này cho nó cao, chừng này lên giảm xuống tooling nữa đi. Rồi, chúng ta có thể kéo cái plane này lên một tí nữa. Đừng kéo mạnh nha, kéo mạnh nó hở ra này. Nên kéo vừa phải thôi. Và chúng ta thử bấm render xem. Các bạn thấy là có cái hậu cảnh rồi. Những cái hậu cảnh này chúng ta có thể muốn chỉnh độ sáng, nó sáng đi tí nữa, tối đi tí nữa thì sao. Đó. Thì vật liệu FlameMTL thì nó không làm sáng lên được. Mà chúng ta muốn nó sáng lên ấy, chúng ta kéo lòng của vật liệu có tên là vườn lạnh light, mà tên là light có nghĩa là đèn ấy. Cái vật liệu này mình gọi là vật liệu phát sáng, nó là tự bản thân nó sẽ sáng lên được. Mình cũng cầm cái map đó, mình kéo vào chiếc light color này, được chưa? Thì mình kích đúp vào đây này, sau đó mình cầm chọn đối tượng này, mình add nó vào. Mình thấy nó chỉ có màu trắng thôi ấy. Để bạn muốn nhìn được cái map này, cho đổi color này từ màu trắng sang màu đen. Chúng ta lại add lại một lần nữa. Ok. Đó. Như giờ bạn bấm render ấy thì nó lại tối. Và cái tối này nó chính là thông số cường độ sáng của cái vật liệu phát sáng này, nó đang bằng 1. Bạn muốn sáng thì bằng 5. 5 sáng thì tí rồi, bằng 10. 10 chưa đủ cho nên 30. 30 chưa đủ cho nên 40, 50. Bạn muốn sáng nữa lên thì cứ vậy cho nó sáng lên. Đến khi nào mà nó sáng được thì đến khi nào bạn ưng mắt thì thôi. Nên cái thông số nó sẽ không rõ là thông số là bao nhiêu, mà bạn cứ đặt đến khi nào bạn cảm thấy nó vừa mắt mình thì thôi. Do vừa nãy mình để cái vật liệu này màu trắng nên là cái màu đèn kia này là bài nó rất là sáng. Mình sẽ giảm đen đi một tí nữa cho nó tối cái nhà rồi. Đó. Nhìn nó rõ ràng hơn. Cái này mặt trời có thể nó hơi sáng, có thể bạn giảm 1.8 thì 1.5 thôi. Được chưa? Hôm trước mình có nói rồi, hôm nay mình nói lại một lần nữa để cho nó nhớ. Thì phần bóng đổ của đối tượng nó sẽ liên quan đến kích thước của mặt trời. Rồi mình sẽ xếp bức ảnh lại. Được chưa? Rồi mình render, mình chọn cái mặt trời cái size này. Hiện tại đã bằng 1. Để cho nhìn các bạn nhìn mặt trời trực tiếp lần nữa. Và lần sau các bạn không thắc mắc vấn đề này nữa nhé. Tất cả các loại bóng đèn thì đều như nhau hết. Cứ kích thước bóng đèn to thì bóng đổ sẽ mềm, nhòe. Còn bóng đèn nhỏ thì bóng đổ nó sẽ cứng và sắc nét. Bạn nhìn đây, giờ mình cho bằng 2 này. Mình chỉnh ở đây trước nhé. Nó bằng 1 này, giờ mình cho lên bằng 10. Thì bóng đèn nó to ra chưa? Cho lên 30. Nó to hơn nữa. Mà cái này mình cứ để bằng 1 cho nạ. Để bạn chứng minh là cứ chỉnh nó lên thì nó sẽ to đúng không? Để lại bằng 1 này. Và bấm C về camera. Thì hiện tại nếu mà để bằng 1 thì cái bóng đổ của chúng ta nó rất là sắc nét như thế này. Mình sẽ khoanh một vùng thôi. Được chưa? Bạn để nhìn một tí này bạn thấy.
Rồi mình tăng kích thước của bóng đèn lên. Bóng render này. Nếu mình để kích thước của bóng đèn lên bằng 5, bằng 4 đi. Được chưa? Bóng đổ bắt đầu nó sẽ mềm hơn. Đây này nó mềm hơn, bạn xếp này. Bên trên này, dưới này là B. Bên trên này là A. Xếp A với B ấy, thì bắt đầu bóng đổ nó mềm ra này. Được chưa? Đó, tiếp theo mình sẽ chỉnh thông số lên bằng 12 đi. Mình cũng xếp bức ảnh. Bức trên này là B, B nó nằm bên dưới nha. Được chưa? Mờ hơn đúng không? Móng bóng đổ nó rõ hơn này, mềm hơn này. Được chưa? Nhẹ hơn này. Và càng bóng đổ càng to lên cho đến 30. Đấy, mình so sánh là xếp này. Mình đảo trên này là A. Đấy, nó bóng đổ nó mềm hẳn ra và nó nhòe hẳn đi, được chưa? Sau bước này này, B đi, sắc nét rõ ràng này, được chưa? Đấy, bóng đổ rất là sắc nét, một cái thì rất là mờ. Mình có một cái bóng đèn, một cái tấm ảnh và mình dọi cái đèn từ phía sau phía trước thì cũng vậy, nó phải vào. Đấy. Thì cái bài chúng ta nó sẽ sinh động hơn. Và cái bức ảnh này nó chính là cái hậu cảnh đấy, hậu kỷ, hậu cảnh nó là một. Là cái bạn hiểu nôm na là bình thường ấy, một công trình hay một một cái gì, một một không gian ấy thì nó sẽ ảnh hưởng bởi yếu tố đầu tiên. Chúng ta có một cái bầu trời đúng không? Có ánh nắng đúng không? Nó có cây cối. Thì ánh sáng nó chiếu từ mặt trời. Nó chiếu qua lớp mây. Thì ánh mây đó nó sẽ phả vào công trình. Ngày nào ít mây thì trời trong xanh thì bầu trời nó phả nhiều màu xanh vào công trình. Ngày nào nhiều mây, trời đen đôi, đen tối, lúc trời mưa thì trời âm u, thì ánh sáng nó chiếu vào mây, nó chiếu xuống không gian này mình sẽ tối hơn, màu âm u hơn. Ánh sáng nó chiếu vào cây thì cây nó sẽ bật ngược, nó sẽ phản chiếu ấy, bật cái ánh sáng màu hơi xanh xanh từ cái lá cây ấy, bật vào trong công trình, được chưa? Đặc biệt là cái ví dụ rõ nhất đó là ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái tòa nhà mà có cái kính màu xanh ấy, thì nó phả sang cái nhà đối diện sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng màu xanh. Tất cả các vật thể khi ánh sáng chiếu vào thì đều có ánh sáng bật ra. Bật ra là chính là cái màu sắc của nó. Ví dụ chiếu vào gỗ nó sẽ bật ra ánh sáng tông màu gỗ. Được chưa? Gọi là ánh sáng bật nảy nha. Rồi chúng ta bật đèn thì ánh đèn nó sẽ phả vào tường. Nếu mà tường nó là một chất liệu bóng nó sẽ phả luôn ánh sáng ngược lại từ tường màu đen thì nó phả ra màu đen. Tường màu gì nó phả ra màu đấy, được chưa? Mình nói ánh sáng nó bật nảy vào các vật trong không gian ấy, nó sẽ phả ra nhá. Thì khi mình áp vào đây ấy, mình ren ra trên phối cảnh thì nhìn thấy, nhưng mà trong bài của mình thì không thấy nó đâu cả. Bởi vì trong phần này này mình đang set nó color là màu chất liệu, để mà muốn nhìn được cái đối tượng này ở đây này mà nhìn thấy được trong view nhìn ấy, thì chúng ta sẽ để vật liệu đó là màu đen. Màu đen nó vẫn chưa thấy đâu, nó chỉ là màu đen do bên này mình chưa sâu nó lên này, còn chức năng sâu nó lên đó. Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy bài có màu rồi. Chúng ta nên bật là Z này, F3 này. Các bạn cứ đặt cho mình một cái đèn dạng Photomatic nhá, nó là mặc định đấy. Chọn target line. Khi đặt đèn thì chúng ta nhớ là đặt bên dưới cái trần, chứ đặt bên trên cái trần là nó không sáng được đâu. Đặt bên trên cái trần thì hiểu là chúng ta nên đặt đèn lên nhà tầng trên ấy, hiểu chưa? Nên là đặt bên dưới cái trần. Được chưa? Dài ngắn không quan trọng, nhưng cái hướng thì quan trọng nhá. Dài ngắn không quan trọng, nhưng cái hướng là quan trọng. Sau khi chọn xong ấy, chúng ta sẽ bấm chọn vào cái đèn này. Và chúng ta sẽ bấm vào chức năng đèn IS ở đây. Và chúng ta chọn cho mình một loại đèn. Trong cái đèn này chúng ta phải có một cái lưu ý. Đó là đèn nó chiếu trên tường. Và đèn nó chiếu dưới sàn nhà.
Thì bạn phải quyết định bạn chọn cái loại đèn nào nào. Có những cái loại đèn nó chiếu xuống sàn rất là yếu. Đó. Có những đèn nó chiếu xuống sàn cực mạnh và rất là mạnh. Thì chúng ta tùy chúng ta chọn những cái loại đèn IS cho nó phù hợp. Bây giờ mình lấy ví dụ nằm ở mức trung gian, mình lấy cái loại số 23 này. Ok, tắt đi. Nó có nổi lên một cái bảng này thì kệ nó, cứ ok là xong. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái đèn để đưa vào công trình. Thường thường mình tạo nó sẽ nằm ở góc 0,0. Do đó chúng ta phải chọn cả đèn và cả target đèn TZ này. Đây là nằm ở góc 0,0 này này. Được chưa? Mình sẽ di chuyển vào trong không gian. Ví dụ cái phòng này mình đặt 3 bóng. Thì đèn IS sau này chúng ta đặt khoảng cách từ 1,5m cho đến 2,5m đến 3m một bóng. Thì sau này chúng ta sẽ tùy từng không gian chúng ta đặt cho nó phù hợp. Sau đó chúng ta vào bấm phím C. Ở đây mình thấy là đèn vừa nãy mình cũng khá sáng rồi, nhưng mình muốn giảm đi một tí nữa để đèn IS nó hiệu quả. Để mà chấm 2 thôi. Sau đó mình lại bấm Render. Bây giờ bạn muốn cái đèn IS nó sáng lên ấy, thì nó còn tùy, không phải lúc nào nó cũng sáng lên theo ý mình đâu. Chọn lại cái đèn này và Modify. Đầu tiên chúng ta phải chỉnh một chút xíu. Hiện tại bây giờ là đèn mình không để bóng đỏ, nên là nó không có bóng đỏ ở đây nên mình không phát hiện ra được. Đầu tiên chúng ta phải check là nó là phải on. Bóng đỏ có hay không? Là có bóng đỏ.